Cá sòng, cá sòng bà con ơi, bà con đã biết cá sòng hết phải không bà con? Cá sòng là tốt cho sức khỏe vô cùng, nếu ta ăn tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền nữa phải không bà con? Bởi vì cá sòng mềm thịt, dễ ăn, ai ăn cũng được, nhưng mà có riêng một số người và có một số bệnh thế này thì vui lòng đừng ăn cá sòng để nó tốt cho căn bệnh của mình và nó tốt cho sức khỏe của mình nha bà con. Đó là những người không nên ăn. Những người không nên ăn cá sòng là những người mắc bệnh gút, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, sốt sốt mà bị sốt, dị ứng, huyết áp, người bị tổn thương gan, thương thận, xương khớp, rối loạn máu, sơ gan, bệnh lao, buồn nôn và nôn mửa là vui lòng không ăn cá sòng để nó tốt cho căn bệnh của mình. Ăn cá sòng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên bà con vui lòng đừng ăn. Bởi vì cá sòng á thì còn lại nó tốt. Nó tốt cho sức khỏe, nó tốt cho hệ tim mạch, tốt cho hệ tim mạch, phát triển não bộ tốt, tốt cho xương chắc khỏe, tăng cường chiều cao, tốt cho việc loãng xương, tốt cho răng móng, giúp tốt cho cơ thể dẻo dai bền bỉ, tốt cho cơ thể dẻo dai bền bỉ. Ăn như các loại cá thường ngày ta hay ăn chứ không có gì hết, nhưng mà ăn 6 ngày nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn lại nha bà con. Bà con, đó là cá sòng đó bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con có thấy được, vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng biết, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Và khi đăng ký kênh thì 4 video đời sống sức khỏe, bệnh gì ăn gì uống gì, bệnh gì không nên ăn gì không nên uống gì là đến liền với quý vị bà con ơi. Và đồng thời như vậy là ta nên đăng lại để mọi người biết cùng nhau khỏe mạnh nha bà con. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào.